với ban ngành các cấp cũng đã có mặt ở đây để cùng dự buổi mừng thọ của hai cụ là đến từ Lương. Lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt cho những người được phục vụ chương trình, xin gửi đến quý vị, quý ông bà lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị, trên sân khấu đã có tưng bừng những tiếng hò và tiếng pháo. Còn và để những phút này được long trọng hơn, tôi xin trân trọng kính mời đại diện của gia đình, xin mời gia đình của chú hai cùng bước lên sân khấu để chúng ta cùng đi vào buổi lễ chính thức cho buổi hôm nay. Xin trân trọng kính mời chú. Xin trân trọng kính chào quý vị khách. Thì hôm nay tôi tổ chức lễ mừng thọ của sinh thân phụ mẫu thì màu có ví ngành ví cấp, nhưng giờ này là riêng là y trang bằng hồn, và vậy là họ đã đi hồi trưa, hai nữa là không đến. Rồi tiếp theo nữa là có hội người cao tuổi cũng đã xin trân trọng kính giới thiệu anh Hùng Tú Tập Thị Người Hội Người Cao Tuổi huyện, và anh Thống là nguyên Tú Tập Thị Người Cao Tuổi huyện Ca Sương, cùng tất cả bà con cháu đồng ngoại có tham dự trong cái buổi lễ mừng thọ hôm nay. Buổi mừng thọ đã song sinh phụ mẫu, cha Lê Văn An thọ 90 tuổi, mẹ Nguyễn Thị Hoa thọ 87 tuổi. Buổi lễ mừng thọ hôm nay được diễn ra tại tư gia lần thứ hai, được sự tham dự của quý ban ngành đoàn thể cùng bà con cao tuổi trong và ngoài số, cùng tất cả của cô bác cô chị con cháu trong nội tập đến dự làm đủ là niềm vinh dự lớn của gia đình chúng tôi. Tôi ghi nhận và cảm ơn rất nhiều, và sau đây tôi cũng xin đọc cái diễn từ cái ngày mừng thọ của sinh thân của chúng tôi. Hòa trong những ngày đầu thu năm Dần, toàn thể con cháu nội ngoại thành tâm tổ chức lễ mừng thọ, hầu báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục trong niềm hân hoan đón mừng tuổi thọ của hai đấng sinh thành đã bước qua tuổi xưa nay hiếm, song với ý nghĩa báo hiếu cũng là một thức giấc cho chúng con tìm về nơi chính mình, trở về với lư hương bác khối, họ hàng tổ tiên xứ sở, khai triển bồi dưỡng thêm lên một lề lối sinh hoạt làm người trong lĩnh vực tình cảm và tâm linh. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2022 nhằm ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Dần. Buổi lễ mừng thọ được thiết lập trang nghiêm trọng thở, chúng con thành kính dâng những lời tri ân sâu đậm, một cảm tưởng không lời nào diễn tả được, và bởi lâu nay chúng con hằng mong ước. Lễ mừng thọ đã được phần lý và thờ là cơ hội cho chúng con bày tỏ lòng tri ân báo hiếu, ghi nhận cảm ơn trời biển mà cha mẹ đã hy sinh cả một đời, vượt qua mọi gian lao hiểm trở, hợp làng trong cảnh nghèo để đem lại cơm no áo ấm, nuôi dưỡng cho chúng con đến tuổi trưởng thành. Chúng con cảm tạ đất trời công bố tôn vinh một niềm hạnh phúc phát ra từ ấm đức ông bà tổ tiên ban tặng cho cha mẹ một tuổi thọ niên trường, có đủ phước duyên đồng hành cộng lạc, sống cùng với gia đình con cháu và sáng suốt minh mẫn đến bây giờ. Kính thưa cha mẹ, nước biển mênh mông không đâm đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phủ kín ông cha. Mỗi người con chúng ta lớn lên, xương thịt và tâm hồn đều làm bền cuộc. Ngọc thủy tinh của cha mẹ được bằng bền, êm ái trong tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên trong tiếng mẹ, trở mình trong tiếng mẹ và mãi mãi rực mát tâm hồn trong hình bóng cha mẹ. Đến khi lớn lên bắt đầu vào địa vị làm cha làm mẹ, dấn thân trên vạn nẻo đường đời, gặp nhiều chông gai thử thách, từ đó mới nhận biết cảm ơn cha để sánh tựa nhôn cao. Không ai cúi ngậm ngùi xúc động nghĩ đến bên nước mẹ nằm bên ráo con em. Từ nhận thức này chúng con bắt gặp niềm hiếu hạnh mãnh liệt nội tâm mang tâm hồn của người cha nhân từ, mẫu mực đáng kính, người mẹ hòa ái trung chính đảm đang. Chúng con lúc nào cũng kiêu hãnh tự hào với phẩm sắc thanh cao ấy, là nguồn nước sôi sáng nội tâm, biết mọi sự đi suy tư bằng hành động, cái biến thân nhân hướng về đạo đức. Nguyện cầu cho năm tháng mưa thuận gió hòa. Lên tâm hồn cha mẹ phượng hòa tươi mát, mãi đến khi xuôi tay lìa bỏ cuộc đời này. Giờ phút này chúng con buồn vui lẫn lộn, mến kiếp vô hồi, không làm sao tán thán hết được âm đức thoát ra từ đức độ của cha mẹ mà hôm nay chúng con được không hạnh thừa hưởng. Chúng con nguyện một lần đoàn kết, nhường nhịn lẫn nhau, góp phần mang lại thành quả tốt đẹp, phước lợi trường tồn, gia đình chúng con rạng rỡ một ngày thêm lên. Kính thưa cha mẹ, kính thưa quý cấp chính quyền đoàn thể cùng tất cả bà con không cùng ý. Thì việc mừng thọ hôm nay được tổ chức từ buổi lễ cũng như đến vào buổi kiện mạng cũng như tiếp đón, nói chung thì không làm sao tránh khỏi những sơ suất thiếu sót của gia đình chúng tôi. Phải kính mong toàn thể quý vị nhiệt tình gửi cho xin chân thành cảm ơn. Sau đây qua kính mời người cao tuổi, có lời chúc mừng đến sinh phụ mẫu thôi. Kính mời. Kính thưa chính quyền địa phương, đây là coi như lời kính chúc mừng thọ. Kính thưa chính quyền địa phương, thưa quý vị quan khách, kính thưa cụ ông, cụ bà. Cụ ông Lê Văn An, cụ bà Nguyễn Thị Hoa là thân phụ, thân mẫu của anh Lê Văn Mai. Thưa ban tổ chức lễ mừng thọ ngày hôm nay và trong không khí mùa thu ấm áp năm Nhâm Dần 2022, anh chị em con cháu nội ngoại đồng thành tâm tổ chức lễ mừng thọ cho cha và ông Lê Văn An năm nay thượng thọ 90 tuổi, mẹ của bà Nguyễn Thị Hoa trong thọ 87 tuổi. Cứ vậy mà biểu sao nóng. Tôi xin thay mặt hội người cao tuổi xã Bình Mỹ trân trọng kính chúc mừng thọ cụ ông, cụ bà bách niên giai lão, sống vui, sống khỏe cùng con cháu, cháu chắc nội ngoại dư trăm tuổi. Dưới đây là lời chúc mừng. Kính chúc mừng hai cụ năm nay thọ 90, 87 tuổi, niềm vui loan tỏa gần xa. Chúc mừng nội ngoại làng xóm vui chung, để đời con cháu vững bền gia phong, gái trai dâu rể ghi lòng. Cha mẹ là tấm gương trong sáng ngời, cho con lắm đức ở đời, công danh sự nghiệp rạng ngời tổ tiên. Cháu con thành đạt thảo hiền, nay đang công tác khắp miền gần xa, ấm im trên dưới thượng bà, dâng lên chúc thọ ông bà 90-87. Tuổi đời gia tộc cầu mong phúc như Đông Hải, như phúc như Sơn Hải, sáng trăm lọc trời. Việc nhà, việc nước, việc đời, trọn tình, trọn nghĩa, trọn lầu vàng son. Nhân ngày mừng thọ cụ ông cụ bà, tôi xin kính chúc quý vị quan khách, quý cụ ông cụ bà, cô bác sống láng giềng gần xa, cũng như gia đình của cụ ông cụ bà năm nay an khang thịnh vượng, tống tài tăng lộc. Chúc quý gia đình hạnh phúc, vui khỏe, cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp. Kính thưa quý vị, người cao tuổi là tài sản vô giá của dân tộc, của đất nước. Tuổi cao, chí khí càng cao, chống bị cứu nước, già nào kém ai. Tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh. Hôm nay trong không khí mùa thu ấm áp và chung với sự có mặt đông đủ của quý khách, cũng như con cháu nội ngoại hai bên gia đình, tôi xin thay mặt hội người cao tuổi xã Bình Vi một lần nữa xin chúc mừng thọ cụ ông cụ bà. Chúc mừng năm này hai cụ thọ 90-87, quý hơn bạc nén với vàng đồng. Mừng xuân mừng hai cụ, mừng xuân mới. Chúc hai cụ an khang ngoài trăm xuân, thêm túi, thêm hoài báo, thêm sức, thêm vui nghĩa cuộc đời. Tuổi cao tính chí ngút trời, sống vui sống khỏe cho đời thêm xuân. Xin chân thành cảm ơn. Trong gần 5 phút nữa của họ tiến hành để công việc sắp xếp. Để mời bà con ta để lâu tay tay thế luôn anh Bí. Rồi ông mò nghỉ giải lao chút. Bây giờ xin mời một cái chú hai, mời ông bà vô nghỉ anh chú hai. Đạn chết ông bà vô. Úp. Này. Anh. Giúp bà vô không? Giúp bà vô nghỉ không? Vô nghỉ một chút ra thôi. Em nghe em là con ba Trinh á. rất tình cờ và một niềm vinh dự lớn của những người làm công tác hội người cao tuổi của huyện về dự mừng thọ cụ Lê Văn An là thân sinh của anh Hai Mai 90 tuổi. Tôi là mới làm công tác người cao tuổi đây, nhưng mà tôi thấy là rất mừng. Không dở gì ai còn được cha còn mẹ 90 tuổi để mình mừng thọ. Đấy là niềm quý nhất. Hôm nay xin phép gia đình anh Hai, tôi xin đọc một bài thơ mừng cha thọ 90 tuổi. Anh Trung bình tĩnh đi, anh Trung bình tĩnh. Mừng ba, mừng thọ 90, gia đình sum họp vui cười hoan hoan. Hiếu nhân đức độ vẹn toàn, trên gương mặt đó ngập tràn niềm vui. Từ ánh mắt đến nụ cười, ba luôn thể hiện là người có tâm. Bao năm vất vả thăng trầm, bấy nhiêu năm ấy lặng thầm vượt qua. Không lời than vãn kêu ca, không ai hờn trách lời ra tiếng vào. Khiêm nhường trong lúc xã giao, thẳng ngay chính trực đờ cao trong thành. Chăm lo con cháu học hành, không màng địa vị, không tranh chức quyền. Ba như thế một con thuyền, chở con chở cháu đến miền vinh quang. Không màng phú quý giàu sang, tu nhân tích đức vẻ vang rạng ngời. Ba năm nay 90 rồi, như cây cổ thụ giữa trời bao la. Các con cháu chắc gần xa, luôn hướng về đó để mà phát huy. Không ngại gian khó hiểm nguy, quyết tâm phấn đấu tức thì vượt qua. 90 tuổi ba chưa già, tâm tài trí lực như là thanh niên. Cầu mong trời Phật tổ tiên cho ba hưởng thọ bất niên có thừa. Xin chúc mừng. Tôi chân thành cảm ơn anh hùng chủ tịch Hội nông dân huyện Ca Sương có bài thơ chúc thọ ông bà già tôi. Tôi ghi nhận và cảm ơn anh rất nhiều, và cũng không gì hơn cầu chúc gia đình anh sức khỏe và nhiều may mắn. Bây giờ mời anh cùng tôi cùng lên ly đỡ tôi mãi nhớ đến anh. Con xin phép gọi là chú em. Hôm nay là ngày mừng ba mẹ con chú cô tổ chức đồng tổ chức cái ngày mừng thọ đúng không? Thì có chú đến giờ đây là niềm vinh dự lớn của gia đình chúng con. Có gì chúc chú là sức khỏe, vui vẻ, sống với nói chung là chú là sống với các cụ á. Dạ, chúc sức khỏe chú. Mang sau là mình chúc mừng ông Đậu 95 tuổi nữa là chú sẽ có mặt. Dạ, không ông Đậu còn nói ông trên cái mà chú Bách Liêu. Dạ, dạ.